Xin chào mọi người nha, hôm nay mình đang sấy cho bé Sám nhà mình á. Thì sực nhớ ra một số bạn comment trên bài của mình hỏi là lồng sấy như thế này thì có tiện không? Sấy bao lâu thì khô? Thì mình trả lời là tiện nha. Tại vì là ví dụ như các bạn đi làm một ngày về rất là mệt thì đi tắm đúng không? Thì cho bé mèo vào tắm chung luôn. Sau đó ra là mình lau cho em nó ráo nước bớt. Đó, có nhiều loại khăn chuyên dụng đấy. Sau đó là mình bật lồng lên mà mình bỏ nó vào. Thì như mình đây là chỉ nuôi một bé thôi, chứ bạn nào nuôi 2 đến 3 bé thì vẫn có thể cho vào. Đó, rồi lồng có cái chỉnh quạt này, rồi là chỉnh nhiệt này rất là tiện lợi. Khi nào nóng quá là nó sẽ tự tắt đi. Đó, như đây là nó đang tắt đi này. Và bất các bé mèo, ví dụ như bé mèo nhà mình là đã được tắm lồng 2 đến 3 năm rồi. Cho nên là rất là dạng. Đó, quạt rất là êm ái nha, rất là dạng cho nên cho vào là không sợ hãi này, rất là thoải mái này. Thì về thời gian khô cũng tùy vào các bé, như bé nhà mình là được cái là sinh vía ngoan, cho nên là cứ vào là ngồi như này thì gió nó sẽ thổi được vào các cái chân, các cái bụng được kỹ hơn. Các bạn thấy này, sau đuôi lông bay phấp phới này. Đó, còn nhiều mèo của các bạn mà vào nằm im một chỗ thì nó sẽ lâu hơn. Đối với những bé mèo như vậy thì mình nên 15 đến 20 phút là mình nhắc em lên cho nó em nó đi lại liếm lông. Đấy, bé mèo nhà mình nãy ngồi liếm lông thấy mình quay clip nên mới dừng lại đây. Nếu mà vừa sấy vừa tự liếm lông thì thời gian rất là nhanh. Nhiều bạn mèo hung dữ đấy, cho vào cào cấu thì cũng nên dùng cái loại này. Như cái lồng mình đang dùng đây là bằng nhựa đấy, mình tự làm cho mình dùng cho nên cái độ hoàn thiện nó cũng chưa cao lắm. Nên nếu cho khách mình sẽ chỉnh lại mấy cái cửa cái đồ cho nó đàng hoàng hơn. Đây, như là bé liếm lông nó sẽ nhanh này, thấy không? Có 6 quạt nha, lồng này có 6 quạt, 4 mạnh 2 thường. Mình dùng cái này là kết nối với app để theo dõi lượng điện tiêu thụ và theo dõi độ ẩm, theo dõi nhiệt độ. À, một số bạn hỏi là có tốn điện hay không thì mình khẳng định là không nha. Mấy cái quạt này chạy rất là lợi điện. Tốn điện nhất là chỗ cái đèn nhiệt thôi, đèn nhiệt là khoảng 900W hơn. Nhưng mà các bạn thấy đó, khi đủ nhiệt thì cái đèn nhiệt này nó sẽ ngắt và cái lồng này nó sẽ giữ nhiệt lại. Đó, rất là lâu sau thì nhiệt mới giảm xuống, đến khi thiếu nhiệt độ thì nó mới bật lại. Nói chung trong một tiếng sấy thì chắc chỉ khoảng tầm 20 đến 30 phút là có đèn thôi, còn lại là đều không đèn hết. Tắm sấy vào mùa đông hay mùa mưa thì rất là tiện. Đó, ý tưởng này là ý tưởng từ cái văn hóa Trung Hoa. Lồng này có kích thước là bề này là 50 này, về sau này là 55, từ đây về sau là 55 và chiều cao này là 50. Rất đẹp. Khi các bạn là mua lồng của mình về, các bạn kê cách tường đã khoảng 5 đến 10 cm nha. Tại vì phía sau này mình có làm hai cái lỗ tròn để hút khí vào cho mèo đỡ ngạt, và không khí nó sẽ thoát ra ở các cái lỗ như này là mèo nó sẽ không bị ngạt. Đó, nhiều bạn lo lắng là nhìn sao nó kín quá, nó kín nhưng thực chất nó không kín nha. Gió nó sẽ hút oxy vào và sẽ thoát hơi ra từ các cái lỗ này. Đó. À, bên mình còn có nhận khắc logo, khắc tên theo thương hiệu của shop nữa, hoặc là làm theo cái yêu cầu của khách, nhiều quạt hơn hay ít quạt hơn. Đó, và tư vấn kỹ để cho khách có cái sự lựa chọn sao cho nó phù hợp nhất. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hôm nay mình quay video ngắn như thế này thôi. Zalo của mình là 0327 072 422, 0327 072 422. Xin các bạn nếu như quý mấy sản phẩm của mình á thì các bạn comment lên bài cho nó nổi lên. Nhưng nếu các bạn muốn mua thì liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. Vừa qua một số bạn thấy comment hỏi giá nhưng khi mình nhắn tin thì lại không trả lời, rất là uổng. Có thể các bạn này bận việc gì đó nên lại quên trả lời mất. Nên nếu các bạn thực sự thích sản phẩm và muốn mua thì các bạn liên hệ giá. Mình cũng có kênh Shopee, có kênh TikTok, có kênh YouTube, fanpage, rất là tiện để các bạn có thể liên hệ.
À, tội gì mà không thử đúng không? Một cái lồng như này thì chỉ bằng khoảng 10 lần đi spa chứ nhiêu, 10 lần đi tắm spa. Mà spa chưa kể là phải chở đi chở về là còn tốn xăng xe nữa, phải ngồi đợi các thứ nữa. À, rồi. Chào các bạn.